Ngày hôm nay đã hơn hôm qua, tình ta rồi ngày sau sẽ hơn hôm nay. Chỉ sống cho nhau thôi và sống bên nhau thôi, dù là thương đau. Tìm nhau chập chờn trong nỗi nhớ ngàn trùng, vì lời hứa mai sau bên nhau đến cuối đường, dù sóng xua tan cát bụi, gió giăng mây chìm khuất mặt trời. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ, vẫn hay tin vào những mộng mơ quá dại khờ. Một ngày nắng lên xua từng tiếng oán thương thân đau, chìm trong tim những cơn say. Thuở ấy niềm đam mê như giọt sương trắng xóa, dáng ai kia thanh thản trên cánh hoa không tan, vì thân mang yêu thương cho thế gian. Thương là môi ánh mắt thật thà, trăng kia vơn trăng gối để bóng cô đơn, vừa tình giấc còn đâu nét duyên. Tìm nhau mãi mãi, tìm nhau cô Dương Anh. Con tìm chú, xin chú lời khuyên. Làm sao mà mình vượt qua được cảm giác tội lỗi? Bây giờ mình hoàn cảnh như nhau mà. Hay là chú dẫn con đi chùa đi. Mình đi chùa mình sám hối. Nhà chú, nhà chú, nhà chú, nhà. Cái chuyện của tôi nó cũng qua lâu rồi cô. Với lại tôi cũng giải quyết xong hết rồi. Tôi đâu còn nghĩ ngợi gì nữa đâu. Hồi nãy tôi nói cho vui thôi mà. Với lại cô cũng nói cô kia cũng không sao rồi. Thì coi như suy xóa hết đi ha, cho nhẹ lòng đi cô. Ủa, mà bà Hiếu nói với cô chuyện gì hả? Là chuyện của anh Lâm. Chắc là bà Hiếu nói cậu Lâm ngoại tình nữa đúng không? Ba. Hên quá, tưởng bà Hiếu rình mò nghe mình tâm sự với ông chủ về chuyện ông chủ ngoại tình sanh ra con Thảo. Cô Dương Anh, để tôi làm cho. Tôi nói cô rồi, đừng có nghe mấy cái lời xàm xí của bà Hiếu nữa. Cô chỉ biết á, là cậu Lâm thương yêu cô là được rồi nha. Thôi, để bây giờ tôi xoa bóp cho ông chủ, cô ra ngoài đi ha. Tặng ba đó. À,
Không lẽ bí mật ông nói với ông Minh chính là chuyện đó sao? Lúc nãy ông còn chào xét mình về bà Hiếu. Nhìn thái độ của ông, không lẽ bà cũng biết? Con Linh nó kêu quan sát con Vân Anh thêm vài ngày coi sao rồi tính. Thôi, cứ làm theo ý nó đi. Hoàng nói với chị Hai để chị lo nữa. Mà nếu con Vân Anh nó có bệnh rồi thằng Lâm bỏ nó, có khi nó khùng lên rồi nó giết hết cái nhà này luôn. Giờ không biết tính sao đây. Anh không cần mình. Anh không cần mình. Trời ơi, không ai cần mình hết. Không ai cần mình. Không ai cần mình hết. Không ai cần mình. Anh không cần mình. Không cần mình nữa. Không ai cần mình nữa rồi. Trời ơi, giờ này chưa ngủ nữa, làm gì ngoài đó vậy trời? Không ai cần mình hết. Không ai cần mình hết. À, trời ơi, trời ơi, Vân Anh ơi. Buông ra, buông ra. Bình tĩnh lại, buông con ra. Bình tĩnh lại. Chị buông con ra. Để cho con chết đi. Vân Anh ơi, chị buông con ra. Bình tĩnh lại, nghe gì nói nè. Nè. Ôi Vân Anh, ông Chiến. Ông Chiến ơi, ngủ tôi. Tỉnh lại Vân Anh. Từ từ đâu cô. Thiệt tình à. Vân Anh ơi, Vân Anh ơi, giờ sao vợ? Sao tôi biết sao bây giờ? Ông ông phụ đỡ cho cổ nằm thẳng lên coi. Nằm ngay ngắn lại đi. Ngay ngắn làm sao? Ờ chị, được chưa? Chị Vân Anh sao rồi? Trời ơi, nó có sao không vậy hả? Hay là mình đưa nó đi cấp cứu đi chị. Chứ bệnh tâm thần tái phát nên mới lâu tỉnh vậy đó. Nói bậy bạ cái gì vậy hả? Cũng tại em. Em nghe lời con Linh. Nói xạo với nó là thằng Lâm với con Linh có gian tình với nhau. Trời đất. Tính làm cho nó ghen tuông, rồi làm dữ lên để cho chị với thằng Lâm xử. Em đâu có ngờ nó vốn có bệnh tâm thần trầm cảm đâu. Chị, chắc là chuyện này làm nó ức chế ở trong lòng á, cho nên bệnh tình tái phát đó. Từ hồi sáng giờ nó có biểu hiện lạ lắm, mà tại em sợ mọi người lo lắng nên em không dám nói. Chị biết không, hồi nãy nó còn định lấy dao tự sát nữa đó. Hả? May là em cản kịp, chứ không thôi bây giờ không biết sao bây giờ nữa, nên nó mới bị ngất xỉu đó. Dì với lại chị Linh á, thiệt là quá đáng nha. Sao tối ngày dì cứ gây chuyện vậy hả? Ngày xưa cũng một phần là do dì đó. Dì đâm chọt chị Thi, cho nên chị Thi mới nghi quan cho anh Hai là ngoại tình với lại chị Phượng đó. Chị đã nói rồi, chị không muốn làm khó dễ nó như con Thi ngày xưa nữa. Để cho gia đình được yên ổn. Dù chị hay nói là cái chết ngày xưa của con Thi chỉ là tai nạn thôi, nhưng mà dì có biết là trong lòng chị lúc nào cũng áy náy hay không? Cũng chỉ vì mình hay làm khó dễ cho nên mới hại nó rồi đó. Nó mới buồn mà ra đi như vậy, dì có hiểu không hả? Tôi nói thiệt, sao bà chứng nào thật nấy, bà không thay đổi một chút xíu nào hết. Lúc trước á, ông chủ còn khỏe cũng đã từng bắt bà chủ nè, bà với lại cô Linh đốt nhang sám hối. Ủa bộ bà vẫn chưa tởn hả? Hả? Chưa chịu sửa đổi nữa hả? Hả? Ừ. Chị, em xin lỗi. Tại vì em cũng muốn giúp Linh thôi. Với lại thật sự em cũng không ưa nó lắm. Gì? Ai mà ngờ nó bệnh đâu. Chị, hay là đưa nó tới bệnh viện liền đi chị. Chú Chiến, mau gọi xe cấp cứu liền đi.
Dân Anh, nó tỉnh rồi kìa. Dân Anh rồi hả? Con à, Dân Anh. Đỡ cổ mà chạy. Đỡ chị con đi Thảo. Chị. Con thấy trong người sao? Có cần đi bệnh viện khám không? Con không sao đâu. Chắc tại hồi chiều con không ăn uống gì, cho nên bị đói, mệt nên ngất xỉu thôi à. Chị Dân Anh à, chuyện anh hai với chị Linh á là vì Hiếu bịa ra để gạt chị thôi à, chứ không có đâu. Anh hai với chị Linh á là hoàn toàn trong sạch, không có gì đâu nha chị. Xin lỗi nha, là tại dì Dương Linh tính gạt con thôi. Cái chuyện đó là tính gài bẫy thằng Lâm, kêu nó so bóp giùm cái tai. Chứ thật sự tụi nó không có ngoại tình gì hết á. Dì nói thiệt không? Với lại tại dì không có biết con bị bệnh, nếu không á dì đâu có làm như vậy đâu. Dân Anh nè, con bị bệnh gì vậy? Con nói cho mọi người nghe đi, không có được giấu nghe chưa? Không có đâu mẹ. Tại vì mấy ngày nay con cứ nghĩ chuyện anh Lâm không còn yêu con nữa, con buồn cho nên là suy nghĩ lung tung. Với lại con lo suy nghĩ không có tập trung, rồi con mới làm hư hỏng đồ ăn của chị Hiếu. Chứ con không có bệnh gì hết á. Thôi mà, con có bệnh thì con nói với chị hai đi, giấu làm gì? Chính mắt chị thấy con uống thuốc trị trầm cảm, tâm thần phân liệt gì đó. Chị Dân Anh à, mọi người chỉ muốn là quan tâm đến sức khỏe của chị thôi, chứ không có ý gì đâu. Chị cứ nói đi. Chị thiệt sự không có bệnh mà. Đây nè, lọ thuốc này nè. Cái lọ này nè, rõ ràng là chị thấy con uống cái lọ thuốc này. Cho con mượn. Đâu có, cái này là vitamin mà chị. Vitamin là sao? Tại chị dạo này con mệt trong người, cho nên là bổ sung thêm vitamin thôi à. Ủa? Đây là vitamin. Viên thuốc này là vitamin à. Nhưng mà hôm hộp không phải là thuốc này. Rõ ràng là thuốc khác mà. Đưa chị coi coi. Cô đổi rồi đúng không? Rõ ràng là thuốc khác, không phải thuốc này. Dì Hiếu, con không có bệnh thiệt mà. Đại Dương là một công ty lớn, nếu như con có tiền sử bị bệnh tâm thần, làm sao mà công ty dám nhận con vô làm việc được. Chắc là dì bị qua mắt, nhìn lầm đó. Rõ ràng. Thôi đi, thôi đủ rồi đó. Bộ cái nhà này không có chuyện là dì không yên hay sao hả? Chị nói thiệt nha, còn tái phạm một lần nữa chị sẽ xử dì luôn đó. Trời ơi, em không. Thôi đi, đừng có nói nữa. Em biết rồi, em xin lỗi. Tôi xin lỗi nha, chắc là do tôi nhìn lộn đó. Dạ, con hiểu mà, không có sao đâu dì. Nè, chuyện này kết thúc tại đây. Còn con nữa, con cũng đừng có nói lại chuyện này với thằng Lâm. Mất công nó lại tức giận với con Linh, rồi gia đình lại xào xáo nữa. Đợi con Linh về, mẹ sẽ nói chuyện và la rầy nó, nghe không con? Dạ, mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không kể gì với anh Lâm đâu. Bây giờ con thấy trong người sao rồi? Hay mẹ kêu dì Hiếu nấu cái gì cho con ăn nghe? Dạ thôi, cũng tối rồi, mẹ cứ đi ngủ trước đi. Xíu nữa con pha miếng sữa uống là được à. Dì để em xuống pha cho chị. Cảm ơn em. Vậy thôi mẹ về phòng nha, con nghỉ ngơi đi. Dạ. Mọi người về phòng đi, để cho nó nghỉ ngơi. Dạ. Gì? Làm ơn, từ nay nè, sám hối lại nha, bớt tạo nghiệp, nghe chưa? Hứ, làm sai mà còn thái độ nữa. Cô Dân Anh nghỉ ngơi nha. Dạ. Thua. Đi. Mình phải gọi cho con Linh. Con nhỏ này là cáo già, đúng là ghê gớm quá mà. Tạm thời, theo những gì họ vừa nói với nhau, có thể ông Minh và bà Ngọc không liên quan. Thảo bản tính ngay thẳng, lương thiện, càng không có khả năng. Hiếu, Chiến chỉ là người giúp việc thì không tính. Bây giờ chỉ còn lại hai người tình nghi lớn nhất là Linh và Lâm. Và cũng rất hợp lý khi cặp đôi Hiếu Chiến và ông Minh
vì bảo vệ cho họ mà che giấu bí mật. Nhưng như Thảo vừa nói, Lâm không ngoại tình với Phượng sao? À, vô đi. Chị Vân Anh, em đem sữa cho chị nè, chị uống đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em. Dạ. Bộ chị yêu anh hai em thiệt hả? Em hỏi gì kỳ vậy? Tụi chị phải yêu nhau thì mới cưới nhau chứ. Em đã biết hợp đồng giữa chị với anh hai rồi. Không phải là anh hai nói với em đâu. Tại em tin ý nhận ra, em chất vấn cho nên anh hai em mới phải nhận. Với lại anh hai có yêu cầu là em không được nói với ai hết. Cả anh Quang em cũng không có nói đâu. Mà chuyện hồi nãy là thiệt hả chị? Ban đầu chị vừa muốn giúp anh Lâm, và cũng vì tình yêu đơn phương mà chị dành cho ảnh. Lúc trước tại chị ngại, với lại chị nghĩ là không có cơ hội với anh Lâm, cho nên mới nói dối với em thôi. Vừa rồi chị nghĩ anh Lâm đã trở lại với Linh, chị cảm thấy là sắp hết cơ hội để ở bên cạnh ảnh, cho nên là chị mới buồn bã, làm nhiều hành động khiến cho chị Hiếu hiểu lầm. Ra là vậy. Lúc mà chị nhiệt tình giúp anh hai em, em và anh Kiệt cũng lờ mờ đoán được là chị có tình cảm với ảnh. Tuy là thời gian mình tiếp xúc không có nhiều, nhưng mà với những gì chị đã làm á, em tin chị là một người tốt và chị thật lòng yêu anh hai em. Chỉ là anh hai em cần có thời gian để quên chị hai thôi. Anh Lâm yêu chị Thi sâu đậm tới như vậy, nhưng mà chị nghe ba Tân nói là ảnh ngoại tình với chị Phượng hả? Cho nên là chị Thi mới đòi ly hôn. Chị đừng có nghe mấy cái lời mà dì Hiếu nói, chỉ là toàn nói thêm nói bớt không à. Thật ra đó chỉ là chuyện hiểu lầm. Chính chị Phượng đã cố tình bày ra mưu kế để anh hai với chị hai hiểu lầm nhau thôi. Trong lòng anh hai em á, chỉ yêu có một mình chị hai thôi. Sao mà em biết chuyện đó? Bộ em có chứng cứ gì hả? Ừ, thì chính miệng anh hai nói với em vậy mà. Ừ. Tính ra lúc nào em cũng tin tưởng lời anh Lâm mà đúng không? Dạ, anh hai á sẽ không bao giờ nói dối em đâu. Nếu giả sử ngày xưa anh hai cư xử quá đáng với chị Thi, thì em có dám đứng ra bên chị Thi mà đối đầu với anh hai em không? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu chị. Lúc trước á, việc chị Phượng là hai người chỉ cãi nhau thôi à, chứ anh hai của em á không phải là người vũ phu ngang ngược. Ý của em là cho dù chị Thi có quá đáng cỡ nào với anh Lâm, thì anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại chị. Ừ, chắc chắn là như vậy luôn á. Chị uống sữa đi. Có lẽ Thảo thực sự không biết được bí mật gì của Lâm hết. Còn về việc Lâm và Phượng, Lâm vốn thông minh tranh ma mà. Có khi Lâm đóng kịch gạt hết mọi người xung quanh. Chuyện gì thì cũng phải nói chứng cứ. Mình không nên chỉ nghe lời nói suông, tránh mắc vào bẫy của kẻ ác. Chị Vân Anh à, em nghĩ là thời gian sẽ giúp anh hai em chữa lành vết thương này. Nếu mà chị thật lòng yêu anh hai em á, chị ráng chờ ảnh nha. Chị rất yêu anh Lâm, cho nên bao lâu chị cũng chờ được hết. Dạ. À, chị ráng uống sữa đi. Cô Hằng mới nhắn cho em á, là chuyện phát hợp đồng mới ký qua cho mình đó. Ừ, anh cũng vừa nhận được. Anh cũng có mời cô đến công ty để tham quan, nhưng mà cô nói là không cần, rất là tin tưởng bên mình. Em không ngờ là cô dễ tính vậy luôn á. Nhưng mà có vẻ cô rất là quý em đúng không? Em biết không, lần nào anh và cô gọi để trao đổi hợp đồng á, lần nào cô cũng hỏi thăm về em hết. À, em có nhớ lần trước mình đi cà phê với cô không? Ừ,
Anh cứ tưởng á là đi gặp mẹ vợ tương lai không chứ. Mới hỏi sơ sơ như vậy mà anh đã than rồi hả? Tại vì á, ba mẹ của em vốn là chỗ quen biết với gia đình anh, cho nên mẹ em mới không hỏi kỹ anh thôi. Chứ thử mà không quen biết coi, có khi á mẹ thuê thám tử điều tra nguyên gia phả nhà anh luôn á. Vậy thì còn chị Vân Anh thì sao? Có khi nào mẹ kêu người điều tra nguyên gia phả không? Không, chị Vân Anh á là trẻ mồ côi mà, chị chỉ có em gái là chị Hà thôi. Với lại mẹ cũng tin tưởng anh hai, người anh hai chọn á thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà anh nghe nói Lâm quen với Vân Anh chỉ vài tháng rồi đám cưới, anh thấy hơi nhanh quá. Không biết là họ đã quen nhau từ lâu rồi phải không? Không anh, họ chỉ quen nhau khi vô làm chung thôi. Có một số chuyện em đã hứa với anh hai, cho nên là bây giờ em cũng không nói được. Đợi một thời gian sau anh cũng sẽ biết thôi. Anh hơi ghen tị đó nha. Anh là bạn trai của em, bộ không quan trọng bằng anh hai của em sao? Mà anh nghe em nói giống như anh là người ngoài vậy. Không phải là như vậy, mà em đã lỡ hứa với anh hai rồi. Với lại chuyện này cũng là chuyện riêng của anh hai. Anh chọc em thôi, chứ anh hiểu mà. Ăn đi em. Dạ. Ê trời, cô Vân Anh. Dì Hiếu về rồi hả? Để đó, tôi làm cho. Có cái gì đâu, con làm cái này cái chèo á mà. Mà cô Vân Anh thì khỏe chưa đó? Dạ con khỏe rồi. Trời ơi, để một chút tôi làm cho không chịu. Cô Vân Anh à, cái chuyện vừa rồi á, tôi có lỗi với cô quá à. Tối nay Lâm nó về, còn nhớ đừng kể cho nó nghe nha, không thôi là nó giận gì luôn đó. Dạ con hiểu mà. Tuy là con với anh Lâm thật lòng yêu nhau, nhưng mà con cũng hiểu được nỗi lòng của dì. Với lại dì Hiếu thương Linh như vậy, Binh là chuyện bình thường thôi, con không có trách gì hết á. Với lại mình cũng đã nói là không có nhắc lại chuyện này nữa, cho nên là dì đừng có áy náy nữa nha. Dì cảm ơn con nha, con thiệt là rộng lượng. Mà bữa nay dì Hiếu nấu món gì vậy? Để con phụ với dì cho. Thì cũng nấu mấy món ăn thường ngày, nhưng mà bữa nay thằng Lâm với con Linh đi công tác về, nên dì nấu thêm cái lẩu nấm cho nó ăn. Trời ơi, nghe thích dữ vậy. Để con phụ tay nha. Trời đất ơi, trời ơi, chết rồi. Ngày mai là rằm, nãy quên mua bông mất tiêu rồi. Để con chạy ra chợ, con mua giùm cho. Khỏi. Thôi mắc công lắm con. Nhà mình á, có sen nhiều. Không ấy con ra con cắt mấy cây rồi mình đem vô mình chưng được rồi. Dạ, để con ra con cắt. Lấy kéo cắt nha con. Dạ. Con lấy rồi nè. Cảm ơn con nha. Dạ. Con Linh nó thiệt là thông minh. Bông mấy chỗ khác hôm trước mình cắt hết rồi, bây giờ chỉ còn cái đám sen mà thằng Lâm nó trồng để mà cho con thi thôi. Quên mua hoa, có hoa. Hôm nay thằng Dạ Chiến lại đi đám cưới tới tối mới về, đố ai cản được. Mày dám chơi xỏ tao về cái vụ thuốc tâm thần hả? Được rồi, kỳ này tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ nha con. Wow, công nhận con cũng khéo tay quá chứ.
Dạ, con cũng chỉ cắm đại thôi à. Mà mấy cái bình này mình sẽ để đâu vậy chị? À, một bình á là con đem lên phòng thờ gia tiên. Dạ. Một bình á là đem lên phòng thờ cô Thi. Ủa, còn dư bông nhiều vậy hả con? Dạ, hồi nãy con lỡ cắt hơi nhiều. À, ở trong cái phòng piano có một bình, con có muốn chưng không? Chị có chìa khóa nè, vô trẫm coi cái bình dạ. đó nó có hợp không. Dạ, cũng được. Được hả? Đi. Lạc á là phải tước cái sơ như vậy nè. Cô Linh về rồi nè. À, Linh về hả con? Chị Hiếu. Ừ. Nhi. Ừ. Linh mới về. Chào Vân Anh. Mẹ đang chờ chị đó. Chị Vân Anh, chị cho em xin lỗi chuyện vừa rồi nha. Chị hiểu mà. Chị cũng có nói với chị Hiếu là không có nhắc lại chuyện này nữa. Ừ, đúng rồi. Chị cũng không có muốn anh Lâm biết rồi mất công lớn chuyện hơn. Em cảm ơn chị nha. Mà em về rồi, còn anh Lâm đâu? Em về trước. Anh Lâm anh phải đi gặp đối tác nên về sau. À. Thôi để em lên lầu em gặp cô. Em cũng muốn xin lỗi cô. Ừ, đi đi con. Ừ. Con đi nha dì. Ừ. À, cô Linh, tôi mang đồ của cô lên phòng rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. À. Đưa em. Không cần đâu, anh Lâm được rồi. Em không cần phải chu đáo vậy đâu. Có phải là anh đang nghĩ em cố tình đóng vai một người vợ tốt cho mọi người thấy không? Ở nhà buồn chán quá, không hiểu sao nghe anh về em lại muốn ra đón anh à. Anh thấy mẹ cũng tạm ổn rồi. Để hết tháng này anh nói với mẹ cho em đi làm lại nha. Không không, em không có ý đó đâu. Anh đừng có nói, mất công mẹ không vui. Mẹ còn chưa khỏe hẳn, chỉ là em muốn ra đón anh vậy thôi à. Em đang có gì hiểu lầm đúng không? Đâu có đâu. Chỉ là em không kiểm soát được tình cảm của mình dành cho anh. Em chỉ muốn nói ra hết một lần, chứ giữ trong lòng hoài vậy em cũng khó chịu lắm. Em không biết là anh và em mình có thể có một cơ hội nào không? Thôi anh vô nhà trước đi. Anh hai mới về hả? Anh tắm đi rồi xuống. Mới về hả con? Bà Hiếu. Bà Hiếu à. Gì vậy? Gì vậy chú? Gì hả? Mày làm gì kỳ vậy? Cái gì mà la lối sùm vậy cha nội? Là cái gì? Tại sao bà cắt hết hoa sen ở ngoài vườn Tiểu Cảnh vậy? Ê, hả? Con không có cắt nha. Dạ không. Rõ ràng là bà mà. Là con. Ủa cô Dương Anh ơi, cái đó là cậu Lâm làm cho cô Thi mà. Xưa giờ vẫn giữ nguyên như vậy. Cô cắt trùi lũi hết trơn rồi, có biết nó sống nổi hay không? Trời ơi, tôi tưởng là thằng Lâm hay người trong nhà này nói cho cô biết rồi chứ. Có thiệt không? Hay là người cố ý hả người? Trời ơi, Thảo ơi là Thảo, sao tối ngày nghĩ xấu gì hoài vậy? Con nghĩ đi, vì lu bu công chuyện trong nhà, ha, việc làm không hết. Ai mà để ý nó có cắt hay là không cắt đâu. Dạ, em xin lỗi anh, thực sự là chuyện này em không biết. Em không biết, anh cũng không thể trách em. Từ nay về sau, đừng có đụng vô khu vườn đó nữa.
Vậy mà thằng Lâm cũng không tức giận với nó. Không lẽ con Linh đó hơi sai? Không phải thằng Lâm vì yêu con Thi nên mới không chịu đăng ký kết hôn với con Vân Anh hay sao? Dì Hiểu ơi, coi nè, sao trong phòng piano nước chảy lênh láng, có chuyện gì nè? Cái gì? Nước chảy? Trời ơi, sao cái bình hoa bị bể rồi? Sao bị bể vậy anh Lâm? Sao lại... Em vô phòng này đúng không? Dạ, lúc sáng em cắt nhiều bông quá, còn dư ra, cho nên là em muốn tìm thêm cái bình để cắm. Dì Hiếu nói là ở trong phòng này có bình, cho nên là em mới... Tôi nói trong phòng này có cái bình, rồi cô Vân Anh đòi cắm, nên tôi đưa chìa khóa thôi. Dì Hiếu à, tại vì con tưởng căn phòng này bình thường, cho nên là con mới kêu dì đưa chìa khóa cho con vô phòng thôi. Dì Hiếu, dì cố tình không nói cho chị Vân Anh biết đúng không? Nhỏ này, thôi đi, cô làm bộ ngây ngô để chối tội thôi. Dì đã từng kể với nó là thằng Lâm nó giữ cái phòng này, không có cho ai vô là dì thương nhớ con Thi. À hiểu luôn, chắc là ghen tị với con Thi thôi, cho nên mới cố ý cắt nát cái giường sen rồi cắm vô cái bình cho nhiều qua để cái bình nó đổ bể thôi. Thôi, ai cho phép cô vô đây? Ai cho phép cô vô? Chỉ là một cái bình bình thường thôi mà, tại sao anh lại phải lớn tiếng với em? Anh muốn á thì em mua một chục cái để trả cho anh được chưa? Nếu nó bình thường hay không bình thường gì cũng không phải là của cô. Không phải là của em, là đồ của chị Thi đúng không? Người ta sống á thì anh không biết trân trọng, người ta chết rồi thì anh quý mấy cái thứ vô tri này làm cái gì? Hay là anh đang cố tình làm như vậy để cho người ngoài nhìn vô, người ta tưởng là anh yêu thương vợ anh lắm? Chị Vân Anh, đi ra ngoài, đi ra ngoài, tất cả ra ngoài hết đi, đi đi. Dì Hiếu, gì? Dì qua đây. Gì vậy? Nhỏ này, cái gì? Là dì Hiếu với lại chị Linh gài bẫy chị Vân Anh đúng không? Trời ơi, con nhỏ này. Em nói cái gì vậy? Tại sao lúc nào em cũng nghĩ xấu cho chị với lại dì Hiếu hết vậy? Em nói là chị làm bể bình hoa, em có bằng chứng gì không? Hả? Đưa ra. Đúng rồi. Đúng là em không có bằng chứng, nhưng mà em quá hiểu hai người. Chuyện vừa rồi thất bại, cho nên là bây giờ hai người lại kiếm chuyện khác để hại chị Vân Anh chứ gì. Mà hai người có biết người đau lòng nhất là anh hai không? Cậu Lâm đã buông bỏ quá khứ rồi, sống vui vẻ hạnh phúc với cô Vân Anh, tại sao mấy người cứ khơi lại ký ức của cô Thi vậy? Cứ trói buộc cậu Lâm trong quá khứ để làm gì? Không thấy làm vậy quá tàn nhẫn hay sao? Con nhắc lại một lần nữa, chuyện này không hề liên quan tới con, hai người đừng có đổ thừa cho con. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả? Chị, đi ra đây, nhanh lên. Người ta sống á thì anh không biết trân trọng, người ta chết rồi thì anh quý mấy cái thứ vô tri này làm cái gì? Hơn một năm nay, lúc nào anh cũng cố gắng bận rộn với công việc, tưởng là đã quên được em rồi, tưởng là anh đã quên hết những chuyện cũ. Nhưng quá ra chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Lúc em còn sống, anh làm tổn thương em rất nhiều, lúc nào trong lòng anh cũng rây rất ân hận Thi à. Anh chỉ là muốn giữ gìn những thứ còn sót lại của em, nhưng cậu nói đúng, tất cả chỉ là vô nghĩa thôi.
Hai đứa nói thiệt đi, có đúng như lời con Thảo nói hay không? Cô ơi, thật sự là con không biết gì hết á. Con mới đi công tác về mà. Em có nói với cô Vân Anh nghe mà, tại vì cổ ghen tuông với con Thi cho nên mới vậy thôi. Chị cũng biết rồi đó, phụ nữ hay ghen mà. Hai người đừng có đổ lỗi cho chị Vân Anh nữa. Chị đâu phải là người không biết suy nghĩ đâu. Thảo, ai yêu mà không biết ghen hả em? Chị hỏi em, nếu như trong lòng anh Quang vẫn còn hình bóng của chị Thi, vẫn luôn nhớ chị Thi, em nói đi, em có ghen không? Cô Linh, đang nói chuyện này sao cô lôi chuyện khác vô làm chi vậy? Tại vì Thảo cứ đổ quan cho con với lại dì Hiếu hoài à. Con chỉ là đang thanh minh thôi. Mẹ, mẹ tin con một lần đi, con không có đổ quan cho hai người đó đâu. Thôi được rồi, bây giờ không có tranh cãi nữa. Rõ ràng Linh chính là người làm bể Bình Hoa đó. Mình đã cố định nó rất chắc rồi, không có chuyện tự nhiên rớt bể ra như vậy. Tạm thời không nên lật mặt Linh với bà Hiếu, sẽ không có lợi cho mình. Vân Anh, con thật lòng không biết chuyện thằng Lâm nó rất quý cái vườn hoa tiểu cảnh và không cho ai vào phòng piano hay sao? Dạ, thật sự là con không biết. Nếu mà con biết, con sẽ không làm vậy đâu. Dì Hiếu, dì còn chối nữa không? Chối cái gì? Dì có nói rõ ràng mà, chắc là tại cổ quên thôi. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ hai người đổi chức đi. Bà nói với cô Vân Anh khi nào? Thì cái hôm đám cưới đó, tôi có nói với cổ sơ sơ. Ừ, mà nhiều khi lu bu quá không để tâm thôi. Chị Vân Anh, có không chị? Chị cũng không nhớ rõ nữa. Hôm đám cưới á, chị cũng bận quá, lu bu chạy tới chạy lui. Cũng có thể là dì Hiếu đã nói với chị lúc đó, nhưng mà chị không để ý á. Đó, mọi người nghe rõ rồi đó. Chị cứ nói thiệt đi, có em ở đây, em sẽ lấy lại công bằng cho chị. Chị đừng có sợ mấy lòng ai hết á. Thảo à, cái này là em đang cố tình ép chị Vân Anh đó. Chị đã nói rõ với em rồi mà. Hai người đang cố tình chạy tội mà thôi. Thảo, chắc là do chị không chú ý thiệt. Chứ chị hiểu rất tốt với chị, chị dẫn chị rất là nhiều thứ ở trong nhà. Với lại dì Hiếu rất thương anh Lâm, sao nỡ làm những chuyện tổn thương ảnh như vậy. Dì Hiếu, chị Vân Anh không có hiểu lầm gì đâu, dì đừng có giận nữa nha dì. Ừ. Thôi, chuyện này dừng lại ở đây đi. Nhưng tôi cảnh cáo tất cả mọi người ở trong nhà này, từ nay về sau, ai mà còn nhắc chuyện của con Thi với thằng Lâm nữa, thì dù cho có là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ xử phạt nặng, có nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Để con lên, con lựa lời nói chuyện với anh Lâm. Ừ, con đi đi. Để con đi với chị. Chú Chiến, cũng trễ rồi, chú ra khóa cổng lại đi. Dạ. Chị Vân Anh. Sao vậy em? Em nghĩ là chị nên để cho anh hai yên tĩnh trong căn phòng này. Khi nào á anh trở ra là tâm trạng của anh đã ổn, lúc đó chị sẽ dễ nói chuyện hơn. Chị thật lòng không cố ý làm những chuyện như vậy đâu. Với lại chị không nghĩ là anh Lâm anh tức giận tới mức như vậy. Ở trong công ty, ảnh mà không hài lòng chuyện gì thì cũng không kích động tới mức như vậy đâu. Em cũng rất là quý chị, chị giúp đỡ anh hai và gia đình của em rất là nhiều. Nhưng mà những lời chị nói với anh hai lúc nãy, em nói thật là em cũng không thể nào chấp nhận được. Chị xin lỗi, thật ra trong lòng chị cũng có một chút hờn ghen, cho nên đã nói những lời làm tổn thương ảnh. Chỉ có điều chị không nghĩ là ảnh tổn thương tới mức như vậy, giận dữ như vậy luôn. Anh hai của em, anh rất là yêu chị hai, và còn có cả sự rây rứt dằn vặt nữa. Bộ anh làm chuyện gì có lỗi với chị Thi hả? Em nói cho chị nghe đi, là chuyện gì vậy? Chuyện này dài dòng lắm. Với lại nó cũng liên quan tới nhiều người trong gia đình em. Tới một lúc nào đó thích hợp, em nghĩ là anh hai sẽ tự kể cho chị nghe thì sẽ hay hơn. Chị Vân Anh, chị hãy kiên nhẫn chờ đợi ảnh nha, đừng có nóng lòng giống như vừa rồi. Chị biết rồi, cảm ơn em đã thông cảm cho chị. Dạ. Vậy em về phòng đây.
Chị cũng lên phòng đi, cứ kệ ảnh. Ừ. Chắc ý của Thảo là chuyện hồi xưa họ cùng nhau du khống cho Thi. Trước những lời cố tình kích động của mình, biểu hiện của hắn rất thật. Anh thật sự thương nhớ vợ cũ, hay là đang đóng kịch cho tất cả mọi người xem để che giấu tội lỗi của mình đây? Nè, hai người cố tình gài bẫy con dân anh có đúng không? Dạ, con không có đâu cô. Nhìn biểu hiện của dì hồi nãy là chị biết ngay. Chị đã không muốn làm lớn chuyện rồi gia đình lại xào xáo như lúc trước nữa. Chị vừa mới bỏ qua cho hai người, sao bây giờ lại tái phạm nữa là sao? Dì Hiếu. Ừ? Là dì làm thiệt á hả? Dì. Dạ, em xin lỗi chị, tại ghét nhỏ dân anh giả tạo đó. Trời. Chị nhớ cái vụ thuốc tâm thần không? Là nó gài bẫy em, chứ em đâu có nhầm lẫn đâu. Mà em nói thì chị không nghe lời. À quên, chị không tin. Cho nên nhiều lúc em giận quá, mất khôn, không có suy nghĩ sâu xa, để ảnh hưởng tới Lâm. Cô ơi, cô đừng có giận dì Hiếu nha. Dì Hiếu không có cố ý đâu cô. Chuyện con dân anh, nếu nó mưu mô giả tạo thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt thôi à. Đâu có ai đóng kịch được cả đời đâu. Bây giờ chị tự biết lo liệu. Còn dì á, đừng có gây thêm chuyện nữa. Chị nói lần cuối ngàn, nếu như mà dì còn tái phạm á, chị sẽ cho dì về quê luôn đó. Em biết rồi, xin lỗi. Cô ơi, cô đừng có giận nha cô. Dì Hiếu. Shhh. Lên đây. Gì con? Dì, đi lên phòng con đi, nói chuyện một chút. 12 giờ rồi mà thằng Lâm nó vẫn chưa ra nữa. Lên phòng con đi. Ừ. Anh vốn không thích bọc. Em không cần phải làm vậy đâu. Em biết anh trồng hoa này á, là vì người anh yêu. Và em cũng trồng hoa vì người em yêu. Em cũng mong một ngày người em yêu sẽ yêu lại em. Em cũng cảm thấy ông Khang đó là một người rất nhỏ nhen. Có lẽ lần đó anh Lâm vì chị từ chối giúp ổng, cho nên ổng mới ghi thù. Bây giờ ổng hợp tác với Thành Tính, đối đầu với công ty của mình á. Bên đó vẫn đang lưỡng lự. Vì tên Lâm đang ra sức thuyết phục về khu đất mới. Tên này đúng là tranh mai, không dễ đối phó. Em thu xếp cho anh gặp ICM đi. Anh sẽ nói chuyện trực tiếp với họ. Mình không được chủ quan nhận xét cảm tính nữa. Biết đâu tất cả bọn họ cũng là người giỏi đóng kịch như anh ta. Ông Chiến cũng đang che giấu một bí mật gì đó mà. Người trong nhà này, ngoại trừ ông Minh, ai cũng là người có khả năng hết. Khi nước mắt tràn mi, chỉ có rơi trên thật thà. Có yêu cùng với khổ đau, sắc hoa mong mơ.